năm 2006 và em đến từ Đà Nẵng ạ. Dạ, trước tiên thì em cảm ơn tất cả các anh chị đã đến đây đông đủ và vui, và nhìn vậy em rất vui ạ. Và em còn cảm ơn anh chồng, anh Quốc đã tạo cho em một điều kiện và một sân chơi như thế này. Dạ, thì bài sắp tới đây em biểu diễn là một bài do em tự sáng tác ạ. Và em mong mọi người thưởng thức ạ.